Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình nấu chè đậu đỏ. Mình cũng đi chợ mua đậu đỏ nè. Mình về mình ngâm. Đậu đỏ này mình ngâm được 4 tiếng đồng hồ rồi nè. Mình cho nó mềm, mình dễ mình nấu cho nó nhanh á. Chứ mình do sạch sẽ rồi đây, mình đem này mình nấu. Bên đây thì có bột khoai. Mình thà làm với nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa mình mua mấy ký mình vắt sẵn hết. Mình cho sạch mình vớt vào dừa luôn. Bên đây mình thắng nước dừa. Mình cho nước dảo vô trong đó. Mình cho một muỗng muối, muỗng rưỡi muối. Ba chén đường. Ba. Rồi. Cái này là nước cốt nhất nè. Mình cho 2 muỗng, 2 giá bột năng vô đây mình quậy chút, mình bỏ vô trong cái nước cốt mình thắng đó, cho nó sền sệt lại. Sôi rồi mình cho bột khoai vô đây. Giờ mình cho cái nước cốt nhất này vô với bột năng á, vô đây cho nó keo keo lại. Chín nè, chín mềm nè. Bắt đầu giờ mình ớp đường vô mình rim. Cho 1 chén đường, 2 chén đường, 3 chén đường đầy. Ớp lên mình rim. Ớp vậy nó thấm nó ngọt đó chị. Ớp vậy nó ngọt đó chị. Đậu đỏ này mình lấy mình nấu, mình để cho nó, cái nước ăn nó cũng bổ. Tại đậu nãy mình ngâm mình rửa nhiều nước nó sạch đó chị. Cho thêm một chén nữa. Rồi. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình bán chè đậu đỏ. Mình nấu xong hết rồi, giờ mình cũng dọn ra mình bán. Mời ông bà cô chú lên ủng hộ giùm. À, chủ nhật khác không? Chủ nhật bán mà có chừng nào cô đi công việc cô mới không bán. Ừ. Chủ nhật cũng bán luôn. Bỏ đá luôn hết không? Không bỏ hả? À.
2 ly hả? Không được. Chè đậu đỏ 5 ly. À 5 ly phải không? Bỏ đá luôn. Bỏ đá luôn phải không cưng? Rồi rồi để đó, thối tiền giùm cô. Thấy nắng quá, ra đứng nãy giờ. Bé ngủ à hả? Bỏ đá luôn ha. Thầm cái đó nó lại nó cứng không có. Rồi được rồi đó. Rồi cảm ơn đi. Lớn đó chị bà. Mà bỏ nó cũng không có vững á. Có cái bịch được 2 ly mà không có quá vậy. Bỏ tiền rồi. Rồi. Có ly rồi, có ly có muỗng, còn hai cái nữa mới đủ. Khỏi luôn hả? Cảm ơn. Nắng đen hả? Mấy ly con? 1 ly. Ấy con quên bỏ đá không cô? Bỏ đá luôn ha. Bỏ luôn. Đẩy đi. Cái thằng bé nó ly cứ nhường cho cái bạn nó ly trước ha. Một ly đừng bỏ. Dạ. Dạ. Hả? Dè đậu đỏ. Rồi cảm ơn cô. Vậy 2 ly bỏ 1 ly không phải không cô? Anh mấy ly? 2 ly. Yeah. 1 ly ăn chó đã. Đó bị khủng như vậy. Ăn đậu đỏ rồi cho hên. Ăn đậu đỏ cho hên. Cái đó không bỏ đá đi đó chị. Rồi. Rồi cái này để đá đi. Chừng nào về ăn bỏ đá ha cô. Dạ. Rồi lấy đá. Lấy đá. Rồi cảm ơn luôn. Chè đậu đỏ mua cho. Lấy đây, dạ dính ế đâu. Cảm ơn luôn heo. Bỏ đá không chú Tinh? Bỏ đá luôn. Bỏ đá luôn hả? Bỏ đường nữa, ngọt lắm nha. Dạ. Ngọt lắm, kim ba cái thì chứ.
ngày bỏ cho em bóp tủ rồi lấy tiền lâu chưa? Chưa. Thấy bà dâu tôi sợ hơn chị ba. Sợ mày lại mày nói vậy. Sợ mày tao. Chưa biết ai sợ ai. Hai ly hả Dung? Thì nó hai ly giờ năm ly ba. Nó bỏ tiền sổ rồi. Dạ dạ. Cái gì cười? Nó lẹ cho đi gì á. Đứng đây đi cho vui. Dĩ hà kim bố hả gì? Rồi cảm ơn anh. Ở đây đang nói chuyện cho vui thôi đi về. Ủa hôm nay thấy có. Hôm nay ra ca sớm hả? Làm mấy ly chị? Hai ly. Hai ly ha. Đậu đỏ ngon lắm chị. Để đá riêng. Để đá riêng ha. Dạ hôm nay em nói ủa sao chị đâu không thấy. Ủa chị làm hãng gỗ nào? Gỗ liên thông hả? Dạ. Chè bự rồi nè chứ mà cũng mua chè này nữa nè. Có chè ăn mỗi khác. Ở vậy ăn rồi. Để cái tay. Anh có thêm thêm đá nữa. Thêm đá là hả? Vậy làm hết không? Khỏi đi chị, khỏi để đó đi. Bốn ly hả? Bốn ly rồi chị. Ai cho chị đi đi tới. Em ơi. Em. Được không? Kéo qua chị. À, chị đứng xích ra em múc chè. Bỏ đá không con? Bỏ đá chung không? Bỏ đá chung luôn không? Dạ không. Không hả? Thêm cho nó miếng nước đường nữa. Ủa, ở gần đây hay gì điện đi, chứ lại liền nha. Nó gần. À, 5 ly con. Chè đó. 3 ly đi. À, 3 ly ha. Có bỏ đá chung không? Không. Không nè. Bao tiền? 3 ly 15 ngàn. Thời đợi chút xíu. Rồi. Cảm ơn chú. 5 ly 25 ngàn rồi chú. Cảm ơn chú. Đợi chút xíu đi. Lầm. Chứa này 4 ly chị. Bên kia bà kia kia lắm luôn.
Nè, cảm ơn chú. Bé kia ăn ly, không biết nó có bỏ đá không biết. Mấy ly vào đó, mấy ly? 3 ly. Chị bỏ đá luôn không? Bỏ ít. Bỏ đá ít. Đợt này nó thiếu nước cốt quá. Này nước cốt hơi ít. Cái này đậu mình hơi nhiều nước, đậu hơi nhiều chứ. Chị múc ly khác đi, cho nhỏ kia đi. Có bỏ đá không em? Bỏ đá không ha khỏi? Bỏ đá luôn không? À. Một ly luôn hả? Để đưa nó. Có hai ly kia nãy chứ không bỏ đá rồi là bí dở ra. Có chịu rồi đó, thấy ly. Ba ly. Ba ly có đá. Thêm ly nó đủ rồi. Đi ra khỏi bỏ đá thôi. Có khỏi đá đây nè. Đi sát thì đó. Bốn ly phải không? Có ly này không đá nè. Rồi cảm ơn chị luôn. À, nay bán trà đậu em. Không bán cái kia nè. À, bữa bán đồ mặn, bữa bán đồ ngọt. Bữa bán cái này, bữa bán cái khác. Mấy ly? Cái này trà đậu đỏ ngon lắm. Cho 5 ly đi. Cái ly cái này không có đá hay gì? Không đá nè. Không có đá thì đi bỏ đá luôn hay sao em? Bỏ đá luôn. Bỏ đá luôn ha. Không, về. Cho riêng ra thì cho bị đá chứ mà. Ở nhà bỏ nó sẽ. À, cũng được. Vậy chị múc đá riêng nha chị. À, hôm qua mấy ngày nay chị bán đồ mặn rồi, nay cái bán đồ ngọt. Cũng ngọt hết trơn á. Ngọt lắm nè. Ngọt bằng cái kia được, ngọt quá. Hả? Quá kia. 5 ly 25 ngàn em. Thế hết ly kia rồi sao ta? Cái gì chị? Hết bọc kia rồi. Nó cho hết bọc rồi hả? Không, cái cái bọc bự á, cho một bọc thôi. Nó phải còn bọc, bọc ở đâu bọc ấy á. Không có bọc lấy gì bọc ta. Về bỏ vô bọc này đỡ. Ừ. Rồi. Lấy mấy ly con? 5 ngàn. 5 ngàn ly. Rồi có 2 ly không đá nè. Rồi cảm ơn con. 6 ly nè. Rồi chị để đại đi, vô bọc kia. Lỡ hết sọc rồi. Bốn ly hả kìa.
chị Tư lên hả chú? Bá lên rồi, bá qua rồi. À, không, thấy nãy đi lấy đá thấy chị Tư đứng. Là 4 bọc, 4 5 ly. 5 ly thối cho bà 2.25.000 đồng chị. Rồi bỏ 50.000 này qua đó gì. Không bỏ đá thiên hả con? Lấy bỏ đá nè. À bỏ đá liền ha. Cô đại có biết hai nhà thôi. Mấy ly thường? Dạ. Thế là 6 ly luôn mày. Dạ em biết hai nhà thì đang đi làm về chứ. Lên kiếm năm cho cải nha chú. Ít ăn chè, ăn này ăn kia, ăn đồ ăn giặt á. À. Chứ có bánh mì giá bánh mì ngon. Bánh ăn chè quá còn u quá em. Chè nó ra rồi bữa. Chè mà sao chị mê chị tú. Chạy tướng ngoài chỗ với An á mà nướng lắm. Rồi đó bán từ xưa giờ luôn. Mà làm tiếng chạy vòng luôn hả? Ừ. Hôm nay hồi sáng tính nấu chè chuối mà xuống chợ. Ngay đó, ngay tới ngõ ba quẹo vô đường trường học á. Chè đang nói làm biến quẹo qua quá à. Có khi được cứ quen, không quen đường cũ. Quen đường cũ. Mỗi lần mà mình đi đường lạ mà không băng băng xe thì nó nói với mình về, giờ này về thì bỏ xe tăng ca gì vậy? Bữa có hẹn vô tăng bữa trước tăng rồi luôn, còn có 3 bữa rồi. Hết giờ cái nấu cho tăng, tối hết giờ rồi có cương 6 ly rồi đó. Dạ. 6 ly bên đây nè. Người nào tới trước thì lấy trước rồi. Bà tới trước hả? Dạ. 6 ly 30.000. Sao cái bọc nhĩ nhĩ không à? Bọc kia em tưởng đâu còn em hồi sáng quên mua. Để coi hồi thấy cái bọc. Nó vừa béo lắm. Nó mặn mặn luôn. Chị bảo là hôm nay con đà ngon lắm. Con của thằng Công không có ra ăn hả? Nó không biết. Để về nói nó thôi, nó mua. Này mua cho má bả rồi. Vậy hả? Hôm qua kêu bả đi mua cháo cho nó. Chị nói mấy bữa nay sao không thấy chú chắc cháu chú không thích. Em thích ăn đồ ăn giặt này nè. Kia em thích ăn bánh mì á. Có bánh mì mê à. Bánh mì là nó lấu rồi đó. Đủ rồi chị. Dạ cứ mốt để đây đi. Mốt để đại đi nha. Nó hỏi cô quý cờ luôn. Sao chị ly này bỏ đá luôn chị. Mấy ly chị? Mấy ly? Hai ly với con 3 ly. Bỏ đá không hay không? Con chưa bỏ đá. Rồi đá đi. Đây cho cô đó 2 ly. 2 ly này. 2 ly bỏ đá đi. Để em đưa tiền cho lúc không đi. Cô kia 2 ly. Bỏ đó sao có tô trước đó. Hả? Cái tô trước đó đó. Cái bàn trước đó. Bàn trước đó 2 ly đó. Đá vậy. À không, có đá rồi. Nó có đá rồi. Đá rồi. 2 ly 10 ngàn. Anh lấy theo chè. Mấy ly? Nay chè 5 ngàn. Có 2 ly với chị kia 2 ly 20 ly 4 ly rồi. Lấy 4 ly. Rồi. Chị mấy ly chị? Rồi chị lấy đá chưa? Chị mấy ly? 4 ly. 4 ly bỏ đá riêng luôn. Ủa gì? Mua nữa không? Rồi. Đi về trước đi. Còn 4 ly nè. Rồi này có chị 4 ly nè. Rồi bỏ đá. Để bỏ đá riêng. Chú đợi chút xíu nha. 4 ly luôn ha. Hai ly chứ. Hai ly bỏ đấy đá.
khỏi lấy đá, lấy đi, lấy đi, lấy 4 ly luôn đi. Rồi rồi, cảm ơn. 4 ly của con đưa tiền rồi. Rồi. Này 4 ly ha, đây, đây, đây thêm đá cho. À, hết bịch này trước đi. Để dính bao nhiêu đây ha. Ừ. Rồi cảm ơn. Cầm lên đi. Cầm lên đi. Đá thì chị lấy. Vậy về nó tan. Này cái. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn Cưng luôn. Bỏ đá riêng hai chút, con xíu. Bỏ đá riêng hai cưng. Hai ly. Ở đá hả? Hai ly 10 ngàn. 7, 8, 9, 10. Nè, 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 cưng. Bỏ em bỏ đá chung thì chị. 5 ngàn cưng. Với 5 ngàn này chị. Rồi, rồi. Bỏ đá chung luôn phải không? Rồi, cảm ơn. Con 2 ly. Đợi cho cái chuyện rồi đó. 4 ly hả? Cái này nhà đâu bán không? À, bữa nào cũng bán đó em. Bữa thì bán đồ mặn, bữa bán đồ ngọt. Bữa bán đi 5 ngàn vậy? Thì bán rẻ lắm, đồ mặn cũng có 10 ngàn phần à. Đồ mặn lấy gì vậy? Thì bán đủ thứ à. Bữa món vậy đó. Thì... Nè nè, em ấy lại giùm chị. Đợi chút xí nha, đợi chị chút xí nha. Bán cho nhỏ đó. Ba ly hả? Ba ly, 4 ly không được. Đổ, coi chừng đổ. Ờ, nhiều khi á, nhiều khi nó ấy. Rồi tôi xem ở ngoài nhỏ đó dùm cho kiếm cái đó tôi đi đặt để tôi lắp cho tôi. Rồi, rồi cảm ơn. Báo dùm cho nhỏ hỏi kìa. Số con 4 ly hả? Dạ con 3 ly. 3 ly hả? Rồi để em làm cho bé Thu 5 ly thì để nó quên. 1 ly. Rồi rồi. 1 ly một ly không nước cốt không? Rồi đắp được rồi đó. Khỏi muỗng luôn hả? Rồi cảm ơn cưng luôn. Thì làm cho bé ly bé Xu 5 ly mà em để hai quên nó la làng. Một ly. Hai ly. À, rồi, đợi đi. Đợi chút xíu. Cái xu mới được có 2 ly rồi nha. Chị đưa cho cô đó 2 ly trước đi chị. Rồi đưa anh. Ủa cái này con chè không chị? Dạ con chị. À bữa nay có chú Sáu hả? Dạ không, hôm nay chè đậu đỏ. Đỏ hả? Dạ. Cho em ly đi chị. À. Lấy đi em. Chắc hết rồi không biết còn. Ôi, đủ người đẹp. Rồi cảm ơn à, còn chắc còn 1-2 ly của người ta 5 ly. Thì em ly đi. Hình như là còn có mấy ly nữa hết rồi đó. Nè chị, còn thu ly nữa là còn nhiêu mút bán cho mấy cô này. Và cô mấy ly cô đi. Chừa cho cô mấy ly. Ta đã dặn tao trả tiền rồi. Đợi chút xíu đi. Chắc cũng còn mấy ly nữa à, hết rồi. Hết chị. Có chị ly hả? Ờ, em ly đi.
ly hả con? Để chế ba ly. Ba ly chắc không đủ á con. Để chia ra đi nha. Cho em người này một ly rồi. Chị hết chưa mà chị? Chia ra cái đậu ít đó hả? Rồi bắn cái đậu của bình thường đi. Thôi bắn thật ra đi. Dạ, ba ly. Ở đó thì khoai hụt. Trời, còn dư đá quá trời. Đậu á, bà nói bán đậu nhiều nhiều ít ba không ăn. Rồi còn ly nó dép lên ai mua còn hai ly bán luôn. Để đi coi ai thích đá thì mình bỏ đá. Ừ, kệ cũng mình cũng chia sẻ thôi. Chào tất cả mọi người, chào ông bà cô bác nha. Bye bye. Bye.